Vâng, xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình đang hàn những cái mối hàn to như thế này này. Đấy. Những cái mối hàn vào chân cầu diốt 100A. Và đây là những cái dây đồng hàn rất là to. Đấy. Thì đối với trường hợp bình thường thì chúng ta không thể dùng những chiếc mỏ hàn xung nhỏ như này để hàn được, bởi vì công suất nó không đủ. Thì hôm nay mình đã chế ra một chiếc mỏ hàn thiếc công suất cao như này. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo qua cái mỏ hàn mới của mình nhé. Ở đây thì mình đây là các cái mối hàn mình đã hàn xong rồi này. Thì cái mức độ thiếc nó bám vào rất là chặt. Ở đây thì dòng tải có thể lên đến là hơn 100A. 100A đối với cầu diốt này. Và dây rất là to. Dây đấy to gần bằng ngón tay mình luôn này. Và đối với cái mỏ hàn nhá, thì ở đây là mình dùng một cái cục đồng thau. Các bạn cũng có thể dùng đồng đỏ cũng được, đồng đỏ thì sẽ tốt hơn. Nhưng nếu không có thì mình cũng có thể dùng đồng thau như này. Một cái cục đồng to. Ở đây là đồng của mình là 10mm, đồng phi 10. Sau đó là mình mài vát hai đầu thành cái đầu mỏ hàn như này này. Đấy. Đối với các cái mạch to này, dây to thì mình thường hay đặt cái mặt phẳng vào đây để mình hàn. Nên mình đã mài dẹt giống như một đầu tô vít. Và ở dưới này là mình dùng một thanh thép. Các bạn cũng có thể dùng thanh inox cũng được. Và quấn thành một cái tay cầm như này. Trên này là quấn hình dạng lò xo cho nó giữ chặt vào cái đầu mỏ hàn này. Và ở đây thì để làm nóng được thì mình dùng một cái khò ga. Đây là một cái khò ga mini này. Mình sẽ dùng khò ga để đốt nóng cái đầu mỏ hàn này lên. Và sau đó là dùng thiếc và nhựa thông này để có thể hoàn thiện mối hàn. Ở đây thiếc mình cũng dùng sợi thiếc rất là to. Đây là sợi thiếc 2 ly, 3 ly, thiếc 3 ly. Mình dùng để hàn cái đầu to này. Và các bạn cũng có thể sử dụng để hàn các cái điện cực ắc quy. Và bây giờ mình sẽ hàn thử cho mọi người cùng xem cái hiệu quả của nó nha. À, bây giờ thì mình sẽ dùng khò ga này và tráng thiếc lên các bạn xem. Đây chính là nhiệt độ của đầu mỏ hàn này. Sau khi được đốt xong thì đầu mỏ hàn có thể dễ dàng đốt sợi thiếc to như này các bạn này. Đấy. Nhỏ ra thành một giọt thiếc chảy rất là lớn ở đây. Các bạn có thể thấy là cái nhiệt độ của đầu mỏ hàn này rất là khỏe. Và một cái cục đồng to thì nó cũng sẽ giữ nhiệt được rất là lâu. Vâng, và đây là mối hàn mình đã hoàn thành bằng cái mỏ hàn thiếc siêu to khổng lồ của mình này. Đấy, cái lượng thiếc đã ngấu rất là kỹ này rồi. Bên trong là mình chưa cho vào ngấu vào hết. Khả năng mình sẽ dí thêm một phát nữa. Và đây các cái mối trước mình hàn đây. Và đây đối với những cái trường hợp mà chúng ta cần những cái mối hàn to ấy, thì các bạn cũng có thể làm theo cái hướng dẫn của mình như này. Ở đây cũng mình cũng thấy nhiều người ta làm bằng cái viên đồng. Cái viên đồng đỏ to rồi đấy. Nhưng mà cảm giác là nó vẫn sẽ khó đút vào hơn. Ở đây là cái phiên bản cải tiến hơn của mình. Cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần mất đến vài nghìn đồng là có thể có một cái mỏ hàn mạnh như này rồi. Thì hy vọng rằng cái chia sẻ này sẽ mang lại một cái điều gì đó hữu ích đến cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.